LED 8932 full chúng ta có thể sử dụng làm các mảnh được hiển LED vẫy, bảng LED quảng cáo và các ứng dụng được hiển LED tùy sự sáng tạo của mọi người. Về cấu tạo từng phần thì mảnh LED có sử dụng vi điều khiển AT8952 với chuẩn nạp ESP có thể dễ dàng cho quý khách có thể nạp và update được chương trình. Mảnh của chúng ta có 32 kênh đầu ra từ 1 đến 16, 17 đến 32. Với mỗi kênh sử dụng một con tip 41C có thể nâng cao được công suất đầu ra. Chúng ta có 32 LED báo cho các trạng thái của LED. Mạch này sử dụng các nguồn DC 5V và nguồn DC dài từ 9 đến 24V với sử dụng con 7805 hạ áp xuống 5V để nuôi cho vi điều khiển. Để mở rộng cho các cổng thì chúng ta sử dụng 4 con CHC245. Chúng ta có nút reset để reset lại trạng thái của LED. Mạch có thể điều khiển và lập trình dễ dàng của phần mềm LED MH của mình hạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.